Tâm ơi Tâm. Dạ. Con rửa cho má mớ rau với hành này coi, để má bán coi. Ruộng ta lúa cần bón phân thuốc rồi, giờ ta kiếm tìm ngay hàng nào tốt trên thị trường. Dùng phân bón lá, đó là cứng cây. Hãy nhớ cứng cây dùng cho lúa luôn nặng bông. Lúa ta cứng khừ sợ chi đục thân sâu lá. Hãy luôn nhớ rằng An Nông thương hiệu nhà nông. Tôi trời luôn à, biết rằng An Nông thương hiệu tuyệt chiêu. Chào cô Chính An Nông. Ủa Chính, hôm nay Chính rảnh hả? Qua nhà con chơi Chính. Ôi giời ơi, rảnh đâu mà rảnh. Chính đi ruộng, đói quá, tạt qua à, làm một tô hủ tiếu nổi tiếng của má con ở xứ này. Có liền. Với lại nói nghe nè, chồng con nó nhắn Chính là nói con đón xe đò về, giờ nó bận quá, ruộng bị lúa bệnh đậu ôn gì gì tư lưa đó. Trời không đón con. Không có đón con được. Rồi. Kỳ vậy? Cho em nhiều nhiều thịt nha chị Út. Rồi, có nhiều cho hết nhiều. Thêm thịt mà không có thêm tiền nha. Mày bậy bậy. Con biết Chính mà. Ủa, nó hôm qua đón con á thì mà con ở đây phụ má vài bữa. Chừng nào con nhỏ tám lên con về. Rồi. Gì đâu mà lo vậy? Chị Tâm về đi, không mấy để con trông chút, không chừng nhớ chọc lắm rồi đó. Ê, nhỏ nè, chọc tao hả mày? Đưa rau đây, ôi, đưa ôi, rau ôi, với hành lá lên đây. Dạ đi khoan để con rửa chưa xong. Mà không được là Chính nè má ơi, biết sao không? Ruộng bên nhà chồng con có 5-7 mẫu lận. Một mình ổng không làm có xuể đâu má. Nhớ chồng chết mà làm giả bộ nữa. Không nhỏ nè. Út tính tiền giùm con nha, giờ con về con ra ruộng nữa. Tính tiền ăn mày bỏ mứa mày. Rồi 20 ngàn. 40 ngàn mày. 20 ngàn đi. Chọc rồi. Con ơi Út. Con nhớ về cho Út gửi lời thăm má Năm nha không? Dạ. Út con về, con Chính về. Ủa mà Tâm ơi. Dạ. Má nhớ bển có thằng Út Thanh. Nó phụ thằng Bình làm cũng được vậy. Cái gì đâu mà con lo quá trời. Hả? Út không biết rồi. Ấy thằng đó là chúa chùm làm biếng. Nghĩ sao mà nhà nông mà ra đồng á thì sợ đĩa sợ nắng, hồi nó là muốn làm ca sĩ nó sợ da nó đen. Trời ơi Chính nói đúng á má. Thôi con ở lại phụ má rồi xế xế rồi con đón xe con về. Chứ hả lúa đang đẻ nhánh mà bị đậu ôn là hư hết nhánh non không có được đâu má. Cái ruộng bên nhà con không phải đậu ôn không đâu, nó còn trái thì lá nữa nó rồi rầy nữa nó nặng lắm. Bởi vậy nhưng mà yên tâm đi, thằng Bình nó cũng biết dùng gút chét xịt thì cũng ổn thôi hà. Ai không có được. Sao không được? Phải xài siêu chét. Siêu chét có 3 chất tốt hơn gút chét. Gút chét có 2 chất hả má? Ấy, gút chét hay là siêu chét gì, 2-3 chất không quan trọng. Quan trọng nhất là nitenbiram đủ ngưỡng là chết rầy. Đi lubenzurong đủ ngưỡng là ung hết trứng rầy à. Cái nào cũng tốt chân á. À con hiểu rồi, loại nào cũng là của tập đoàn An Nông phải không Chính? Mà loại nào á cũng chỉ dùng có 15g đến 20g pha cho một bình 25 lít nước. Mà một bình á biết không, xài cho 1000 m² lận á. Lúa lớn hay là áp lực rầy cao á thì mình phải dùng tới 3 bình đó nghe. Dạ. Mà giai đoạn lúa nhà con đang đẻ nhánh đó nha, lưu ý á, phải xài thêm cứng cây để cho cây nó cứng cừ á, chống bọ trĩ với sâu năng. Phân bón cao cấp cứng cây á, còn xịt ở giai đoạn đón đồng nè, để cho cây lúa nó không có ngã đổ vào cái mùa mà thời tiết mưa bão nữa đó nghe. Đúng rồi đó Út. Con nhớ rồi nè. An Nông rau cứng cây có 4 thành phần chính đúng không Chính? 4 thành phần chính, Chính nhớ là đầu tiên là kali vận chuyển chất hữu cơ ha, giúp cho cây mình nó là chống chọi lại với lại bọ trĩ sâu năng này rồi với bệnh đậu ôn nè. Thứ hai là canxi giúp cho cây mình nó cứng cáp, mô tế bào cứng cáp nó thẳng đứng như nè, quang hợp hai chiều tốt dữ lắm mà nha. Còn chất thứ ba tốt hơn nữa kìa. Gì? Silic đúng không Chính? Trời con thuộc mà. Silic á giúp cho lỗ khí khổng nó nhỏ lại, giảm mất nước qua lá trong điều kiện nắng nóng nè. Còn nữa, ngoài ra silic á làm cho lá cứng nè, cây đứng thẳng nè, thì không lo bọ trĩ hay là người ta gọi là bù lạch đó tấn công cây lúa nữa. Còn nữa chưa hết, silic mà có trong lá lúa ha thì nó sẽ dẫn xuống bộ rễ nè, nó sẽ tăng cường carbon trong đất. Mà đất mà có carbon nhiều tức là có oxy nhiều thì sẽ
sinh ra vi sinh vật phát triển nhiều. Mà nếu vi sinh vật phát triển nhiều á thì chúng ta sẽ né được tình trạng ngộ độc hữu cơ. Vi sinh vật có lợi trong đất phát triển. Đúng đó. Rồi, vi sinh vật đúng. Có lợi giỏi, phát triển giỏi, trong giỏi, đất. Giỏi. Đó thì thành ra nghe là rất là rất là kìa. Trời ơi. Nói là phải nói cho hết nữa nè, còn thiếu một cái rất là quan trọng. Thiếu gì? Trời ơi. Quốc cho nó tô. Đó là khi mà có silic trong cây lúa, đúng không? Là sẽ dẫn CO2 xuống rễ. Và khi mà CO2 xuống rễ tạo ra một cái màng sắt bao bọc quanh cái rễ đó. Ừ. Hiểu không? Để cho mà cái rễ lúa không bị hấp thu cái FE2 cộng. Đúng. Chống chọi được phèn sắt, hiểu giỏi, chưa? Giỏi, giỏi, giỏi. Nè, rễ qua đón vợ được kìa. Con qua đón vợ con dễ hả? Dạ. Trời, vô cái nói tí lì à. Tại bà nói thiếu má, không phải tại con. Tôi đang làm kỹ sư nông nghiệp, nói về phân bón lá cao cấp cứng cây ông làm tôi mất hứng. Mất hứng về luôn rồi. Thôi con ăn tô tiếu với chín đi. Dạ dạ còn con cảm ơn má. Ê ê, còn chất nữa đó. Vậy. Ông biết không? Nếu mà ông nói được thì tôi sẽ theo ông đi về. Ừ. Biết xin biết chạy. Nói đi, biết nói đi. Còn một chất rất là quan trọng đúng không? Chất thứ tư đó là chitosan. Hiểu không? Chitosan là nó kích thích được cái hệ kháng bệnh của cây nè. Đúng chưa? Kích thích được hệ kháng bệnh của cây. Ngoài ra chitosan còn có tác dụng là trực tiếp tiêu diệt vi sinh vật, rồi kích thích sinh trưởng của cây và tiêu diệt cái vi sinh vật gây bệnh do hủy hoại màng tế bào vi sinh vật. Bởi vậy với cái tác dụng đó, chitosan á là ngăn ngừa được các bệnh do nhóm vi sinh vật gây ra như là nấm nè, vi khuẩn nè, tuyến trùng nè, virus. Bởi vậy chitosan giống như là cái gì ta, vaccine của thực vật luôn đó. Rồi giờ được chưa? Mình á có thể dùng từ nửa đến một lít trên một hecta, rồi pha 25 đến 50 ml trong một cái bình phun 25 lít nước mà dạ, phun nè, phun hai bình cho một công đất, tức là 20 bình cho một hecta đất nghe má. Dạ, biết á. Dạ. Làm gì làm, đừng có bỏ nghề bán hủ tiếu nha, đừng có đi làm tư vấn cho má giật nữa đi à. Má thấy chồng con giỏi thiệt không? Trời ơi, ông xã tôi giỏi quá trời ơi đất à. Thôi em theo chàng, em theo chàng về Vinh. Trời ơi, thấy ghê không? Thôi đi. Chờ, má với cô Chính cũng nói thêm nè nè, má với cô Chính cũng nói phụ thêm cho nên nó mới nói xong chứ bộ. Thôi con ở đây với má đi. Rồi kỳ này đó. Kỳ này là mày khổ rồi, bên tình bên nghĩa bên nào nặng hơn? Không, Thí Kiều Thí Dân á, con á là công tư phân minh, chồng con nói được ý chính, còn má hả, má chỉ nói thêm liều lượng sử dụng mà có ghi sẵn trên bao bì thôi mà. Thì thôi tùy con, tùy con quyết định nha. Ơi, má. Ở lại thêm với má vài bữa nữa đi rồi về tùy con. Má, tùy má, con quyết định phải không? Má ơi, thôi má cho con rước vợ con về đi. Chứ mấy bữa nay đi lâu quá, con thèm rau đắng cá kho tiêu quá rồi má. Wow, tình cảm ghê. Nhớ hơi vợ rồi. Và tùy con quyết định phải không? Tùy con thôi. Vậy thôi, bye bye má, con theo chàng, con trời. Theo chàng về Vinh. Đó, Chính thấy không? Chính thấy không? Con gái là con người ta mà. Thôi mà, chị Út ơi, chị em mình cũng vậy mà, xuất giá thì phải tòng phu. Đúng rồi, em theo chàng, em theo chàng về Vinh. Vậy lẹ đi về, tôi có về nha má. Trời đất ơi, nó không ăn hết tô hủ tiếu nữa.